Chào mừng anh chị trở lại với bên Auto 62 ô tô Gầm Cao Hà Nội, với địa chỉ kinh doanh bên em là 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội quý vị nhé. Em là Trường, đại diện bán hàng bên Auto 62. Hôm nay sẽ lên hình một chiếc xe vừa về tới cửa hàng để gửi tới quý vị và các bạn tham khảo qua màn ảnh quý vị nhé. Hôm nay em giới thiệu đến là một chiếc xe Hyundai Santa Fe với năm sản xuất 2019, bản xăng, bản dầu đặc biệt quý vị nhé. Thì chiếc xe chỉ lăn bánh đúng 5 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng, một chủ từ đầu biển Hà Nội quý vị nhá. Ngoại thất màu trắng và nội thất là màu đen. Thì với km đã chạy là 5 vạn km và với anh chủ xe đi khá là giữ xe nên chiếc xe còn rất là đẹp mà rất là đều xe quý vị nhá. Mời quý vị đi một vòng ngoại thất và nội thất để chúng ta trải nghiệm chiếc xe. Đó. Với những góc cạnh từ phần đầu xe thì còn là nguyên theo nhà sản xuất, vì vậy và anh chủ xe đi khá là giữ xe nên còn rất là đẹp quý vị nhá. Nước sơn thì còn gần như zin cả xe, từ những góc cạnh còn rất là đều. Cam kết với các bác là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản lốp theo xe, và la răng thì vẫn còn rất là mới các bác nhé. Cho đến từ phần nước sơn ạ, một nước sơn trắng rất là đẹp, rất là đều xe. Cho đến đi vào nội thất, với bản đặc biệt thì tông màu nội thất sẽ là tông màu đen quý vị nhé, vẫn là hai cầu. Và nó chỉ khác tông màu nội thất và vẫn có cửa sổ trời bình thường quý vị nhé. Mọi góc cạnh của bên trong nội thất thì các bác đang quan sát thì các bác sẽ cảm nhận được về cái độ giữ gìn của anh chủ xe. Với 4 năm sử dụng nhưng chỉ lăn bánh được 5 vạn km. Là một chiếc xe với mức độ di chuyển của anh chủ khá là hợp lý quý vị nhé. 4 lốp theo xe sơ cua chưa hạ và mọi góc cạnh còn là nguyên bản. Chỉ sơn si tút tát qua thôi quý vị nhé. Cốp sau là được trang bị cốp điện và mọi góc cạnh đấy ạ. Quý vị hãy quan sát để đánh giá và cảm nhận về chiếc xe này. Với tầm tiền ngoài 800 triệu thì đây có lẽ là một sự lựa chọn rất là tốt và rất là hợp lý cho quý vị và các bạn đang tìm mua một chiếc xe SUV 7 chỗ mà lại Santa Fe form mới, form 2019, bản dầu 2 cầu. Thì đây là một chiếc xe mà quý vị và các bạn nên cân đối tìm hiểu. Chiếc xe thì vừa mới về tới bên em thôi, thì em Trường đã lên sóng để gửi tới quý vị. Và chiếc xe thì vẫn được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe nếu như quý vị và các anh chị muốn mua qua ngân hàng quý vị nhé. Và mọi chi tiết thắc mắc thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em Trường sẽ hỗ trợ giải đáp và tư vấn cho quý vị và các bạn.